Ngày hôm nay thì Tonkin sẽ hướng dẫn đến anh em về cách chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ GMT như thế này. Đó. Thì cái bước đầu tiên ấy, anh em muốn để chỉnh được đúng và chính xác nhất thì mình sẽ vặn cái giờ GMT như thế này, nó về khoảng 12 giờ. Cái kim đỏ này nó chỉ về 12 giờ, tức là ở cái góc 6 giờ bên dưới đây. Đó, tầm này. Kim GMT này là mình đang lại kim GMT rồi. Đấy, như thế này. Vặn về kim GMT ở đây này, sau đấy mình sẽ vặn cái lịch này. Ví dụ như là cái lúc này là cái giờ GMT ở đây này, mình chỉnh nó chưa đúng, mình cần nó chỉnh theo chênh lệch múi giờ. Ví dụ như là cái giờ này sẽ là ở Việt Nam và giờ này là ở bên Nhật hay bên nước ngoài này. Thì mình sẽ căn cái chênh lệch múi giờ đó. Thế còn cái bước đầu tiên mà mình muốn là để cho nó trùng kim ấy, nhảy lịch về đúng ấy, vặn nó lên góc đấy, kim đỏ thì chỉ ở cái góc 12 giờ đây, 12 giờ nhỏ bên trong này, tức 12 giờ trưa kim GMT, thì cái kim này cũng tương ứng nó sẽ vào cái góc 12 giờ trưa đấy. Sau đấy là mình sẽ chỉnh lịch ngày, ví dụ như hôm nay là ngày mùng 1 rồi thì mình chỉnh là ngày 31 rồi. Sau đấy là mình sẽ rút ra, mình chỉnh về cái giờ hiện tại này. Xoay như thế này thì đảm bảo cái việc mà cái lịch ngày nó sẽ nhảy vào cái lúc đúng 0 giờ đêm. Đó, anh em có thể thấy đây, nó sẽ nhảy lịch vào cái lúc 12 giờ đêm như thế này, nhảy sang ngày mùng 1 rồi. Thế sau đấy là mình sẽ chỉnh về cái giờ hiện tại thôi. Bây giờ là 7 giờ sáng. Đó, mình sẽ chỉnh vào lúc 7 giờ sáng như thế này. Ok, thế thôi, sau đấy là mình đóng núm vào. Đó, như vậy thì cái lịch ngày nó đã nhảy vào theo đúng như vào cái góc mình cảm nhận là lúc 12 giờ đêm là lịch ngày nó đã nhảy. Đấy, ok. Đây là một chiếc FC GMT. Bên mình thì đã độ dây da cho em nó. Đó, anh em có thể thấy đây, dây da và quạt chống gập của FC. Chi phí độ của em này chỉ có hơn 1 triệu thôi. Đó, dây da rất là đẹp. Em này dây da có thiết kế là size 21 ấy. Ngang của nó là 21 này. Anh em muốn đo thì sẽ đo cái lòng trong này. Đó. Cái chiếc này thì hiện tại là có mã là FC350 C54 như vậy. Thì hiện tại trong hãng đang phân phối với mức giá là gần 50 triệu khoảng 46 triệu thì là Tonkin sẽ săn sale về có một cái mức giá ưu đãi hơn rất là tốt, chỉ có khoảng 1/2 một tí thôi. Anh em có nhu cầu thì có thể ghé qua với Tonkin nhé. Đó, như vậy là mình chưa tích cót cho em nó, nó chưa chạy. Size 42 anh em nhé. Anh em nào có cổ tay to to thì mới đeo được em này. Đeo lên rất là đẹp. Ok. Anh em nào có nhu cầu thì có thể like và subscribe kênh YouTube của Tonkin nhé. Và có thể ghé thăm với Tonkin để sở hữu những em đồng hồ rất là cá tính. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.